Ở những đơn vị nào và ở những thành phố nào lúc đó chiến đấu ở ngoài Bắc? Lúc từ Cưới Vợ đấy coi, năm 11 từ Cưới Vợ mà năm 2 tôi đổ ra Bắc, Vâng. lúc đó là tôi có cấp bậc đại úy rồi. Đại úy. Ra ngoài Bắc đó thì tôi có những người bạn tôi cũng đổ ra một lượt ra ngoài Bắc. Tôi thì đi quân đoàn lưu động, đi lưu động dùng miền Trung Du Bắc Việt đó. Vâng. Còn những người bạn tôi đó, như ông Cao Văn Viên, ông Thiệu đó là ở tại Hưng Yên. Lúc mà đó thì ông Thiệu thì cấp bậc gì? Trung úy. Trung úy, ông Cao Văn Viên. Trung úy. Trung úy. Bị mấy ông ra khóa sau tôi. À. Tôi ra khóa trước với ông tới Thế hai thì ba là năm. như vậy là coi bộ mấy anh em cũng là biết nhau và thân với nhau từ ngày đó đấy. À không, chúng tôi thân nhau khi mà chúng tôi đi tu nghiệp bên Pháp. Lúc ở bên Pháp đó, rồi về nước á, lập gia đình á, mới đổ ra Bắc. À, nghĩa là quen hồi trước đi tu nghiệp chung ở bên Pháp. Nhưng mà niên trưởng có để ý là tôi biết ông Cao Văn Viên như vậy, ông ấy sanh ở bên Lào nhưng mà cũng coi như là người Bắc. Anh coi người Bắc tức quê ổng là người Lào. Gốc Tôi biết ổng là người Lào người nhưng mà ổng gốc là người Bắc. Bắc, Di đúng dân qua rồi, bên Lào bởi sao? vì ông ấy ở Viên Chiên cho nên ông già mới đặt tên là Viên. Đúng rồi. Thế nhưng mà có ông Thiệu thì niên trưởng nghĩ ông ấy là người Trung không? Ổng người Phan Rang mà ổng người Trung. Người Trung. Tôi có viếng thăm gia đình ổng tại Phan Thành Rang. niên trưởng thì là người Bắc. Rồi ba anh